Thưa quý vị, sáng nay đoàn khảo sát của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương do Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối Nguyễn Khắc Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng nhằm khảo sát kết quả 15 năm thực hiện quy định số 171 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ quan hội quần chúng trên địa bàn Đà Nẵng. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì làm việc với đoàn. Đến nay trên địa bàn Đà Nẵng có 731 hội quần chúng các cấp, trong đó có 10 hội quần chúng có tổ chức đảng là chi bộ cơ sở trực thuộc, cấp ủy cấp trên phù hợp với 101 đảng viên. 15 năm qua, quy định 171 đã được Thành ủy Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Các ủy cơ quan các hội quần chúng luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đảng viên được chú trọng đảm bảo nguyên tắc vai trò của cấp ủy người đứng đầu được phát huy từ năm 2008 đến năm 2022, có 112 lượt tổ chức cơ sở đảng và hơn 1.000 lượt đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Từ thực tế triển khai, Đà Nẵng kiến nghị Trung ương sớm hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ với loại hình tổ chức đảng trong các hội quần chúng đặc thù để triển khai thống nhất đồng bộ. Đoàn khảo sát đảng ủy khối các cơ quan trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đà Nẵng đạt được qua 15 năm thực hiện quy định số 171 đồng thời cũng đề nghị thành phố trao đổi thêm về cách làm những bài học kinh nghiệm và cả những tồn tại vương mắc để qua đó góp phần tổng kết và đề xuất trung ương sửa đổi quy định cho phù hợp thực tiễn